Hôm nay mình sẽ xay sinh tố dâu và dừa nha mấy bạn. Ở đây mình có một bịch dừa, dừa đông đá. Ở đây không có dừa tươi, chỉ có dừa đông đá thôi. Quay dừa đông đá với lại dâu thành món sinh tố dâu và dừa. Ok, let's do it. Đầu tiên mình sẽ bỏ dâu vô trước, and then mình bỏ dừa. Thế thôi. Tiếp theo mình sẽ bỏ sữa vô, sữa tươi. Hết luôn. Ok. Tiếp theo mình sẽ cho đá vô. Xay thơm mấy bạn. Đặt cái nắp này vô. Cắm dây điện vô. Phải nút crush. Bấm một cái. Chưa có mở điện. Bấm một cái. Bing, bing. Có mùi thơm thấm các bạn ơi. Mùi dừa thơm thấm.